Thưa quý vị và các bạn, thềm năm học mới sắp bắt đầu, lợi dụng nhu cầu tìm gia sư dạy thêm cho con em mình của các bậc phụ huynh đang tăng cao. Vì lợi nhuận, một số trung tâm gia sư đã bất chấp chất lượng dạy học, tung ra nhiều thủ đoạn, chiêu trò mới để có thể móc túi các vị phụ huynh. Điều đáng nói là không chỉ lừa đảo các vị phụ huynh, mà ngay cả các bạn sinh viên, những người đi tìm việc làm thêm cũng bị biến thành nạn nhân bất đắc dĩ trước chiêu trò lừa đảo này. Tin vào những lời quảng cáo hấp dẫn trên mạng, đặc biệt lại đang có nhu cầu đi làm thêm để trang trải cuộc sống sinh viên xa nhà, cô sinh viên này đã không ngần ngại tìm đến một trung tâm môi giới gia sư tại quận Cầu Giấy. Thế nhưng, trái với cung cách làm việc chuyên nghiệp cần có, không cần hỏi về trình độ sư phạm cũng như kinh nghiệm bản thân, ngay lập tức nhân viên trung tâm đưa ra một bản hợp đồng và yêu cầu bạn sinh viên đọc, ký và nhanh chóng nộp lệ phí nhận lớp. Lớp càng đắt tiền, số tiền phí càng cao. Sau 1-2 buổi dạy thử em dạy tốt, ok thì lớp vẫn lâu dài của em. Đúng chưa? Còn sau 1-2 buổi dạy thử gia đình không nhận bất kỳ lý do gì, đấy thì trung tâm sẽ qua cắt nửa phí và chuyển nửa phí cho khác cho em. Cứ tưởng như vậy là đã yên tâm, nhưng bất ngờ ập đến với cô bạn này khi người trong trung tâm yêu cầu cô phải nói dối là sinh viên trường sư phạm. Nhân viên trung tâm cũng cam kết sẽ làm thẻ sinh viên sư phạm giả để qua mắt gia đình học sinh. Từ K64 Đại học Sư phạm, lớp A, thầy Minh hiệu trưởng. Địa chỉ của trường là 136 Xuân Thủy, em học khoa giáo dục tiểu học, được chưa? Trường thì sẽ sinh viên làm giả ạ, nó sẽ không có dấu thì... như thẻ chính luôn em ạ, nhá. Và đây chính là tấm thẻ sinh viên giả được trung tâm chuẩn bị. Nhìn qua bằng mắt thường, nếu không phải chuyên gia, chẳng ai nghĩ nó là thẻ giả. Tuy nhiên, tấm thẻ sinh viên giả cùng với vài lời nói dối thuộc lòng đã không giúp cô bạn này qua mắt được phụ huynh học sinh. Chị sẽ lên phòng đào tạo của trường, của khoa em, thế nó ở tầng mấy, tòa nhà nào. Ôi lúc đấy em thực sự, em không biết trả lời thế nào luôn, em bị cứng họng luôn. Em rất là tuyệt vọng mà em muốn bỏ đi cái hợp đồng và số tiền mà mình đã bỏ ra đấy ạ. Quay trở lại trung tâm, đại diện của trung tâm gia sư, người đã đứng ra làm môi giới lại cháo trở, phủ nhận hoàn toàn việc ép sinh viên phải nói dối để lừa phụ huynh. Tiền mất, lòng tự trọng bị ảnh hưởng khiến cô bạn sinh viên này chẳng còn tâm trí để nghĩ đến việc đi làm gia sư. Không nói dối sẽ mất tiền, không muốn mất tiền buộc phải nói dối. Cái giá của lòng tự trọng đôi khi chỉ là vài trăm nghìn đồng.